Chiều ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thịnh, 38 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 8, Thịnh có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu. Sau đó, Công an phường 1 đã mời Thịnh về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Thịnh chống đối và bỏ chạy. Khi bị ba cán bộ công an truy bắt, Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn gây thương tích, khiến Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Bạc Liêu bị trọng thương, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.